áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Thầy xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào bài toán định nghĩa về hàm số lũy thừa. Vậy hàm số lũy thừa là hàm số như thế nào? Thì ở đây thầy và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu phần một nhỏ định nghĩa. Về mặt rất là đơn giản thì chúng ta hiểu rằng hàm số lũy thừa là một hàm số có dạng y bằng fx tất cả mũ alpha. Thì phần này đây nó rất là giống một cái phần mà các bạn đã học trước đây, thậm chí từ hồi cấp 2. Thì các bạn có thể nhìn sang bên này. Thì ngày trước chúng ta đã học về một cái hàm thì các bạn có thể nhớ nó là hàm đa thức. Hàm đa thức là các cái, là một hàm số tập hợp bởi các hạn tử có lũy thừa là các số tự nhiên. Ví dụ ở đây là hàm đa thức của chúng ta là hàm được tập hợp bởi các cái hạn tử có dạng như là x mũ gì đây, x này, mũ 1 này, x mũ 2 này, x mũ 3 này, vân vân vân. Trong trường hợp x mũ 0 thì nó chính là hằng số hoặc là hằng số. Đấy, một hàm đa thức là được tập hợp bởi các hạn tử như này, cộng trừ nhân chia nhá. Rồi, thế thì đến lúc này các bạn có thể nhìn thấy với thầy là đối với hàm lũy thừa thì nó sẽ là một hàm mở rộng hơn hàm đa thức rất là nhiều. Nên là lũy thừa của chúng ta bây giờ có thể không phải là số tự nhiên nữa, lũy thừa của chúng ta bây giờ sẽ thuộc vào R. Vậy thì đến lúc này các bạn sẽ nhìn thấy ngay là khi alpha thay đổi, nghĩa là lũy thừa thay đổi, thì tập xác định của hàm số sẽ thay đổi, nó sẽ không giống như hàm đa thức nữa. Vậy thì nó sẽ thay đổi như nào? Thì thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào phần hai nhỏ, đó là tập xác định. Thì các bạn có thể hiểu một cách đơn giản đó là hàm số lũy thừa có tập xác định phụ thuộc vào lũy thừa, đúng không? Phụ thuộc vào lũy thừa. Thì ở đây thầy có 3 trường hợp, thầy chia ra 3 trường hợp lũy thừa, các bạn cùng quan sát đội thầy như sau. Thì thứ nhất, xét trường hợp đầu tiên, đó là lũy thừa của chúng ta thuộc vào số nguyên dương. Trường hợp thứ hai, lũy thừa của chúng ta thuộc vào số nguyên âm hoặc số 0. Vậy tức là trong trường hợp thứ nhất và trong trường hợp thứ hai, chúng ta đã xét hết tất cả các trường hợp. Chúng ta đã xét hết tất cả các trường hợp lũy thừa của chúng ta là số nguyên rồi nhá. Thì chúng ta chỉ có 3 loại nguyên thôi, đó là nguyên dương, nguyên âm và số 0. Đây nguyên dương đây, nguyên âm hoặc số 0 đây. Ok chưa? Vậy thì trường hợp cuối cùng của chúng ta đó là lũy thừa ta không nguyên. Thì đến lúc này chúng ta nhìn điều kiện tương ứng như sau. Trong trường hợp lũy thừa của ta là số nguyên dương thì chúng ta không có điều kiện gì cả nhá. Lũy thừa nguyên dương thì fx nghĩa là cái cơ số của chúng ta đây này, không có điều kiện gì cả. Thế trong trường hợp nguyên âm thì sao? Nếu lũy thừa ta nguyên âm hoặc lũy thừa chúng ta bằng 0 thì cái cơ số chúng ta khác không? Tức là các bạn có thể hiểu đơn giản này, các cái số 0 có lũy thừa như là 0 mũ âm 1 này, 0 mũ âm 2 này, vân vân này, hoặc là cái số 0 mũ mấy đây, 0 mũ 0 là các số không tồn tại nhá, là các số không tồn tại. Không tồn tại. Được chưa? Được. Các cái lũy thừa của chúng ta là 0 hoặc là các số nguyên âm thì cơ số chúng ta phải khác không? Còn nếu mà không mũ lên thì là các số không tồn tại. Ok. Thế trường hợp cuối cùng thì các bạn ghi nhớ kỹ của thầy, đó là trong trường hợp lũy thừa chúng ta không nguyên thì cơ số chúng ta phải lớn hơn 0. Đấy, cái này các em cực kỳ quan tâm nhé. Bởi vì chúng ta thường thì đấy thì người ta sẽ hay hỏi và trong trường hợp đây là không nguyên nhá. Ở đây thầy có thể lấy các ví dụ như sau này. Ví dụ ở đây thầy có thể lấy là số âm 1, ví dụ là mũ 1/2, thì các bạn nhìn thấy ngay đây là một số không tồn tại. Thậm chí ở đây kể cả cái số âm 1 mũ 1/3 là các số không tồn tại nhá, là các số không tồn tại. Các bạn đừng nhầm đến một điều như sau này. Cái này các em không sử dụng máy tính nên thầy phải nói rất là kỹ. Các bạn đều được hiểu là ở trong lớp 11 chúng ta đều học một cái phần rất là nhỏ, đó là phần nhị thức Newton. Được chưa? Thì trong phần khai triển nhị thức Newton thì chúng ta đã từng gặp về mối quan hệ giữa lũy thừa và hàm căn. Thì chúng ta hình dung là nếu một số của chúng ta có lũy thừa là một phân số, ví dụ nhá, thầy có số x mũ m trên n. Thì có phải là các em sẽ đưa cái số này về căn bậc n của x mũ m đúng không? Ok chưa? Nhưng các bạn hãy nhớ là ở trong chương trình của lớp 11 người ta nói rất rõ là x lớn hơn không? Được chưa nhỉ? Vậy thì các bạn có thể nhìn thấy ngay này, nhìn này, x mũ m trên n đây là hàm lũy thừa này, còn đây là hàm căn này, chúng chỉ bằng nhau khi cái cơ số chúng ta lớn không thôi. Ở đây sẽ kéo theo một cái ví dụ nhá, thì có thể lấy một cái ví dụ, các bạn nhìn này, ví dụ hàm số y bằng x mũ 1/3 và hàm số y bằng căn bậc 3 của x. Các bạn sẽ nhìn thấy điều kiện của chúng rất là khác nhau. Hàm y bằng x mũ 1/3 thì thằng này có tập xác định d bằng, thì do lũy thừa ta là một số không nguyên này thì x của chúng ta phải dương đúng không? Vậy kéo theo tập xác định của chúng ta là từ 0 cho đến dương vô cùng. Thế còn trong trường hợp căn bậc 3 của x thì các bạn nhìn thấy ngay là tập xác định của chúng ta lại là R cơ. Được chưa? Nghĩa là x lúc này lại không có điều kiện. Đấy, các bạn phải phân biệt rất là rõ hai cái vấn đề này. Một thằng là hàm lũy thừa và một thằng là hàm căn. Khi hàm lũy thừa đưa về hàm căn thì phải có điều kiện là cơ số dương. Nghe kỹ chỗ này nhá, không kẻo thì nữa các bạn nhầm. Chỗ này các em bấm máy tính này, các em bấm gì đây, một số bất kỳ mũ 1/3 máy tính vẫn báo kết quả bình thường. Nhưng thực tế ở đây là theo kiến thức thì chúng ta hiểu rằng đây là một số không tồn tại. Đó, các bạn nên lưu ý kỹ nhá.
Rồi, thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào một số các bài tập. Rồi, thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào câu số 1. Ở trong câu số 1, đề bài yêu cầu là tìm tập xác định của hàm số y bằng 1 chữ x mũ âm 1 phần 3. Thì ở đây, đây là một hàm số lũy thừa đúng không? Chúng ta nhìn ngay là lũy thừa ta là một số âm 1 phần 3, tức là một số không nguyên. Được chưa? Không thuộc vào tập Z. Đó, vậy từ đó ta kết luận đây đó là điều kiện của bài toán này. Đó là 1 chữ x của chúng ta phải lớn hơn 0. Đây là những bài tập cực kỳ đơn giản nhá. Vậy thì đến lúc này chúng ta giải là x nhỏ hơn 1. Đó. Vậy thì ở đây thầy sẽ lựa chọn đáp án C. Đó là tập xác định của ta là từ âm 1 cùng đến 1, đáp án C nhá. Easy. Nào thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào câu số 2. Ở trong câu số 2 đề bài yêu cầu là tìm tập xác định của hàm số y bằng x trừ 2 mũ 1/2. Thì ở tương tự như câu 1 thì chúng ta nhìn ngay đây là có lũy thừa là không nguyên. Vậy điều kiện bài toán này chúng ta cho x trừ 2 lớn hơn 0. Kéo theo x ta sẽ lớn hơn 2. À, vậy thì kết quả ta là đáp án A nhá. Rất đơn giản. Nào thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào câu số 3. Ở trong câu số 3 đề bài yêu cầu là tìm tập xác định của hàm số y bằng x mũ 2021 cộng với cả căn của x trừ 3 mũ 5/3. Thì đối với câu hỏi này chúng ta cùng quan sát của thầy này. X mũ 2021 thì 2021 là một số nguyên dương cho nên x chúng ta không có điều kiện gì cả. Tuy nhiên ở đây là cái biểu thức căn của x trừ 3 đang mũ 5/3 này, các em nhìn này. Vậy thì cái mũ 5/3 này là cái mũ không nguyên. Vậy thì chứng tỏ điều kiện của chúng ta đó là như sau. Là cái căn của x trừ 3 của chúng ta phải lớn hơn 0. Tuy nhiên là chúng ta vẫn phải có điều kiện cho căn nữa. Đó là x trừ 3 phải lớn bằng 0. Vậy cho thầy hỏi là khi các bạn gộp hai thằng này lại thì các bạn hãy nhớ thầy là chúng ta sẽ lấy x của chúng ta lớn hơn 3 thôi. Nhá. Nghĩa là chúng ta cho x trừ 3 lớn hẳn hơn 0 chứ không được bằng nữa. Đấy, rất nhiều bạn nhầm lẫn chỗ này. Không cẩn thận là chết nhá. Rồi, vậy thì ở đây thầy lựa chọn đáp án B. Easy. Nào thầy và các em sẽ cùng nhau đi với câu số 4. Ở trong câu số 4 này bài yêu cầu là tìm tập xác định của hàm số y bằng thôi không có y trả giao nhá. X bình trừ 4x trừ đi 5 mũ 0 là. Thì các bạn nhìn ngay là trong trường hợp lũy thừa ta là 0 thì chúng ta cho cơ số ta khác 0 nhá. Vậy điều kiện bài toán này như sau. Đó là x bình trừ đi 4x trừ đi 5 của chúng ta phải khác 0. Ok không? Rồi vậy thì đến lúc này thầy và các em bấm máy tính ra xem nó khác bao nhiêu thôi. Thì chúng ta sẽ tìm ra x của chúng ta sẽ khác đi các phần tử đó là trừ 1 và 5 nhá. Vậy thì kéo theo tập xác định của chúng ta là R trừ đi 2 phần tử này. Đây đáp án của thầy và các em đó là đáp án C. Đơn giản. Nào thầy và các em sẽ cùng nhau đi với câu số 5. Ở trong câu số 5 đề bài yêu cầu là tìm tập xác định của hàm số y bằng x mũ 3 trừ đi 1 mũ âm 2 trừ đi 2 lần x bình trừ 3 mũ pi. Vậy thì đối với câu hỏi ở trên bảng, thầy và các em sẽ cùng nhau đặt điều kiện cho các hàm tử. Thì điều kiện đầu tiên chúng ta nhìn ngay là x mũ 3 trừ 1 đang có lũy thừa là âm 2. Nghĩa là trong trường hợp nguyên âm đúng không? Vậy thì cái cơ số của chúng ta phải khác 0. X mũ 3 của chúng ta sẽ khác 1 nhé. Ok. Tiếp theo này, lũy thừa của 2x bình trừ 3 đang là pi. Mà pi là một số không nguyên. Nó chỉ xấp xỉ 3,14 gì đó. Rồi vậy thì ở đây kéo theo đó là cái thằng 2x bình trừ đi 3 của chúng ta phải lớn hơn 0. Vậy tương đương này, chúng ta cùng nhau giải ra thôi. X của chúng ta thứ nhất là khác 1. Thế ở dưới chúng ta giải ra x bình của chúng ta sẽ lớn hơn 3/2. X bình lớn hơn 3/2 thì có hai trường hợp. X của chúng ta sẽ lớn hơn căn 6/2. Hoặc x của chúng ta sẽ nhỏ hơn trừ căn 6/2. Cái này cái bấm máy khai căn thôi. Ok. Vậy chúng ta cùng kiểm tra xem nhé. Nào. Thầy và các em kiểm tra xem căn 6/2 xấp xỉ bao nhiêu. Thằng này xấp xỉ 1,22. Thì thằng này xấp xỉ là trừ 1,22. Ok. Vậy đến lúc này các bạn nhìn này, khi thầy vẽ trục ra. Nào, vậy thì ở đây x của chúng ta lớn hơn 1, lớn hơn căn 6/2. Đây là căn 6/2. Nhỏ hơn trừ căn 6/2. Nhưng lại phải khác gì đây? Khác 1. Thì các bạn nhìn ngay là 1,22 nằm ở đây. Và đây là trừ 1,22 bị 1 ta nằm ở đây. Đúng không? Vậy chứng tỏ là cái tập từ trừ vô cùng đến trừ căn 6/2. Và từ căn 6/2 đến dấu vô cùng của chúng ta đã không có 1 rồi. Vậy đáp án của chúng ta ở đây sẽ là đáp án C. Nhá, là đáp án C luôn. Ok. Khóa học viên rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.